Học văn chị Hiên xin chào các bạn nhỏ. Hôm nay chị sẽ tiếp tục đồng hành cùng với các bạn học sinh lớp 2 đi tìm hiểu một bài đọc trong chương trình môn tiếng Việt nhé. Và bài học ngày hôm nay của chúng mình mang tên Những cây sen đá nằm trong tuần số 8 với chủ điểm Em yêu thầy cô. Các bạn đã sẵn sàng chưa nhỉ? Nếu rồi thì chúng mình cùng nhau bắt đầu thôi nào. Chúng mình sẽ cùng tìm hiểu bài đọc này theo 4 phần sau đây. Phần 1: đọc. Phần 2: đọc hiểu. Phần 3: luyện tập. Và cuối cùng là phần 4: củng cố và dặn dò. Trước tiên, hãy cùng chị đến với phần đọc nhé. Những cây sen đá là câu chuyện về thầy giáo của Việt đã khéo léo khích lệ, động viên học sinh trong học tập. Vậy thì bây giờ, chúng mình hãy cùng nhau đọc bài để xem nhân vật thầy giáo đã dùng cách gì nhé. Trước khi đi vào luyện đọc, các em cần phải chú ý, hãy đọc thật to, rõ ràng, giọng đọc thì diễn cảm và vui tươi. Còn bây giờ, hãy nhìn lên màn hình hoặc theo dõi trong sách giáo khoa tiếng Việt lớp 2, bộ sách Cánh Diều, trang 69 và đọc cùng chị thôi nào. Những cây sen đá. Một hôm, thầy Huy mang đến lớp một chậu sen đá. Thầy bảo: cây này có rất nhiều cây con. Mỗi tuần, thầy sẽ tặng một cây cho em nào đạt kết quả học tập cao nhất trong tuần. Các em cố gắng nhé. Thế là cả lớp đều háo hức. Ai cũng cố gắng học để được nhận phần thưởng của thầy. Cuối năm học, cả lớp đều được tặng cây. Ngay cả Việt, một bạn học khá chậm cũng rất cố gắng. Và cuối cùng cũng nhận được phần thưởng. Em mang chậu cây nhỏ xíu về nhà và rất tự hào. Một thời gian sau, cây sen đá của Việt lớn lên, sinh ra rất nhiều cây con. Việt tách chúng ra, trồng vào nhiều chậu khác rồi treo lên. Ai đến chơi cũng trầm trồ về những chậu cây xinh đẹp ấy. Bố Việt nói, khi cháu đem chậu cây về, vợ chồng tôi đã mừng rơi nước mắt. Thầy giáo của cháu đã làm thay đổi cháu. Theo Thái Hiển. Sau khi đọc xong bài này, chị sẽ cùng các bạn giải nghĩa một số từ khó nhé. Trong câu, thế là cả lớp đều háo hức. Các em hiểu thế nào là háo hức? Đúng rồi, háo hức là rất vui và mong muốn điều tốt đẹp đến ngay. Tiếp theo là từ trầm trồ. Trầm trồ được hiểu là nói lời khen ngợi với vẻ ngạc nhiên và thán phục. Để tìm hiểu kỹ hơn về bài đọc này, chị sẽ giúp các bạn trả lời những câu hỏi ở phần đọc hiểu nha. Câu hỏi đầu tiên, thầy giáo mang chậu sen đá đến lớp để làm gì? Đúng rồi, thầy giáo mang chậu sen đá đến lớp để mỗi tuần tặng một cây cho bạn học sinh đạt kết quả cao nhất trong tuần. Qua đó, giúp khích lệ tinh thần học tập của các bạn. Câu hỏi số 2, các bạn học sinh làm gì để được thầy giáo tặng cây? Các em hãy đọc thầm lại đoạn thứ hai để tìm câu trả lời nhé. Chính xác, các bạn học sinh cố gắng học để được thầy giáo tặng cây. Điều đó được thể hiện qua câu văn, ai cũng cố gắng học để được nhận phần thưởng của thầy. Tiếp theo, chúng mình hãy cùng đến với câu hỏi số 3. Việt cảm thấy thế nào khi được nhận chậu sen đá? Việt cảm thấy rất tự hào khi được nhận chậu sen đá. Và sự tự hào của Việt được thể hiện rõ qua câu văn. Em mang chậu cây nhỏ xíu về nhà và rất tự hào. Câu hỏi cuối cùng ở phần đọc hiểu như sau. Mỗi lần có ai khen những chậu sen đá, bố của Việt nói gì? Mỗi lần có người khen những chậu sen đá, bố của Việt nói: khi cháu đem chậu cây về, vợ chồng tôi đã mừng rơi nước mắt. Thầy giáo của cháu đã làm thay đổi cháu. Tiếp theo, chị em chúng mình sẽ cùng nhau đi vào phần luyện tập nha. Câu hỏi 1. Tìm trong bài một câu nêu yêu cầu, đề nghị. Các em còn nhớ câu nêu yêu cầu, đề nghị là gì không nhỉ? Đúng rồi, câu nêu đề nghị, yêu cầu là câu mà người nói đưa ra mong muốn của bản thân mình để người khác thực hiện. Trong bài trên, chị tìm thấy một câu nêu yêu cầu, đề nghị, đó là câu. Các em cố gắng nhé!
Còn sau đây là câu hỏi thứ hai. Em thích cách nói nào dưới đây hơn? Vì sao? A. Các em phải cố gắng. B. Các em cố gắng nhé. Em thích câu nói các em cố gắng nhé, bởi vì đây là một câu nói đề nghị, cổ vũ cho học sinh. Nó giúp em cảm thấy thoải mái và có thêm động lực, chứ không có cảm giác bị áp đặt, ép buộc như câu A. Sau khi đã trả lời hết những câu hỏi ở phần đọc hiểu và phần luyện tập, thì chúng mình sẽ đến với phần củng cố và dặn dò. Thông qua câu chuyện những cây sen đá, các bạn hãy nhớ phải luôn cố gắng để trở thành con ngoan, trò giỏi, để có thể nhận được những phần thưởng khích lệ từ thầy cô, bố mẹ. Thứ hai, hãy luôn kính trọng và yêu thương thầy cô giáo của mình nhé. Nhiệm vụ về nhà của các bạn chính là tập trả lời lại các câu hỏi và chuẩn bị cho bài học ngày hôm sau nhé. Bài học ngày hôm nay của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.